Các bạn thân mến, cảm giác khó chịu và dễ cáu gắt có thể liên quan đến một loạt vấn đề sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Theo các chuyên gia, hiện tượng dễ cáu gắt có thể phát sinh bởi những yếu tố tác động từ bên ngoài hoặc ngay chính bên trong cơ thể bạn. Ví dụ như cuộc sống căng thẳng, tụt đường huyết hay thay đổi nội tiết tố. Tùy vào nguyên nhân mà chúng ta sẽ có những cách để giúp mau chóng cân bằng lại cảm xúc. Tuy nhiên, có 3 loại quả này bạn phải thực sự cân nhắc mỗi khi ăn nếu bạn là một trong những người dễ cáu gắt. Những loại quả ngọt nhiều đường nếu ăn nhiều sẽ có cảm giác nóng sau khi ăn. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thị Lâm, đối với những người bị rối loạn đường máu, tiểu đường, dư cân nên hạn chế ăn các loại quả cho nhiều vị ngọt cũng đồng thời cung cấp nhiều năng lượng. Tuy nhiên, những loại quả ngọt thường có hàm lượng vitamin cao, đặc biệt là vitamin C, do đó có thể bổ sung vào thực đơn nhưng nên ăn vừa phải. Thứ nhất, phải kể đến sầu riêng. Sầu riêng là loại trái cây rất bổ dưỡng, giàu vitamin, chất xơ cùng các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Bởi giá trị dinh dưỡng cao, những người có sức đề kháng cơ thể yếu có thể ăn nhiều để nâng cao thể lực. Tuy nhiên, sầu riêng lại là một loại quả có tính ấm, không phù hợp đối với những người dễ cáu gắt. Vì những người này có nội nhiệt, cơ thể nóng bứt rứt, ăn nhiều sầu riêng dễ tác động đến hệ thần kinh, sẽ khiến cơn nóng giận của bạn khó kiểm soát hơn. 2. Nhãn. Trong đông y tuệ tĩnh, quả nhãn có vị ngọt tinh ấm. Ăn nhiều nhãn cùng lúc sẽ làm tăng lượng đường trong máu đột ngột. Tiêu thụ 300g nhãn tương đương với ăn một bát rưỡi cơm. Bởi vậy, ăn quá nhiều nhãn có thể khiến cơ thể sinh nhiệt. Nhưng loại quả càng ăn càng ngọt này có thể chiều lòng những người thích ăn vặt. Tuy nhiên, nếu bạn là một trong những người hay bốc hỏa, muốn hạ hỏa thì phải tránh ăn nhãn. 3. Xoài. Xoài cũng là một loại trái cây tương đối phổ biến. Nó có vị ngọt dễ ăn nên nhiều người chọn xoài đầu tiên khi chọn trái cây. Xoài là nguồn bổ sung vitamin C dồi dào, giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều sẽ phát sinh nhiệt trong người và sinh ra tình trạng mụn ngứa, mụn nhọt. Những người dễ nổi nóng nên hạn chế. Nói chung, sau khi bộc phát gan hỏa, cần chú ý điều hòa chế độ ăn uống. Ngoài một số loại trái cây không ăn được, bạn cũng có thể thực hiện một số phương pháp ăn kiêng khác. Khi gan hỏa mạnh, bạn có thể chọn nước lê đường phèn, trà hoa cúc để giúp bảo vệ gan, giảm hỏa. Cả hoa cúc và hoa hòe đều có tác dụng bảo vệ gan và mắt. Ngoài việc chú ý đến chế độ ăn uống, người gan hỏa mạnh cũng cần đặc biệt chú ý đến chế độ sinh hoạt. Thức khuya thường xuyên là một trong những nguyên nhân chính khiến gan bốc hỏa, bởi khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là thời điểm lá gan của bạn bắt đầu bài tiết chất độc ra khỏi cơ thể. Trong thời gian gan hoạt động đào thải mạnh nhất, cơ thể cần hoàn toàn thư giãn hoặc đang trong trạng thái ngủ say. Thưa quý vị, bệnh dạ dày cũng là một trong những căn bệnh ngày càng phổ biến. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày, nhưng đôi khi nó lại sinh ra từ một loại thực phẩm mà ít người cảnh giác, đó chính là dưa muối. Sai lầm trong cách ăn dưa muối sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh dạ dày, gây hại cho sức khỏe của bạn. 1. Ăn dưa muối sổi. Theo nhiều nghiên cứu, trong dưa muối sổi ăn vẫn còn vị cay nồng, hăng hăng, hàm lượng nitrat bị chuyển hóa thành nitrit do vi sinh vật có trong nước dưa cả muối tác động. Khi vào dạ dày, dưới tác động của môi trường dạ dày, nitrit sẽ kết hợp với các axit amin có trong thực phẩm như tôm, cua, cá, thịt, nhất là mắm tôm sẽ trở thành nitrosamin, một chất có khả năng gây ung thư dạ dày. 2. Ăn dưa muối quá chua. Dưa quá chua có thể gây nên những bệnh như tim, tăng huyết áp, bệnh thận, bệnh gan, viêm loét dạ dày. Không nên ăn dưa muối chua vì chúng chứa nhiều muối, men tiêu hóa cao có thể gây ra những biến chứng bất lợi cho sức khỏe. 3. Dưa muối trong đồ nhựa. Khi bạn muối dưa bằng đồ nhựa, nhất là những đồ có màu sắc, dưa chua có tính axit, khi đựng trong hộp nhựa sẽ không tốt cho sức khỏe. Đó là chưa kể trong quá trình muối không đảm bảo vệ sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập, kết hợp với các độc tố trong dưa muối chưa bị khử hết sẽ thành tác nhân gây ung thư. 4. Ăn dưa muối lâu ngày. Thói quen của nhiều gia đình là muối dưa một lần và ăn trong nhiều ngày. Tuy nhiên, khi bạn ăn dưa muối lâu ngày nổi váng, vi khuẩn xâm nhập dễ gây bệnh, ảnh hưởng sức khỏe của bạn. Bên cạnh đó, trong dưa muối lâu ngày chứa khá nhiều muối, độ chua dễ gây cao huyết áp, tim mạch và viêm loét dạ dày. Vậy cách ăn dưa muối an toàn là gì? Muối dưa nên sử dụng đồ chứa bằng gốm, sành sứ, không có hoa văn loè loẹt.
tuyệt đối không nên ăn dưa muối sổi, đặc biệt không ăn cùng mắm tôm vì chúng sẽ tạo điều kiện sản sinh độc tố nitrosamin gây nguy cơ ung thư dạ dày. Những người không nên ăn dưa muối là những người mắc bệnh đường tiêu hóa, viêm loét dạ dày, xơ gan cổ trướng, phụ nữ có thai và trẻ em, người già nên hạn chế ăn. DKN mong rằng sau video này quý vị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn trong món ăn hàng ngày để vừa có bữa ăn ngon vừa đảm bảo sức khỏe quý vị nhé.